Hi, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình mời mọi người cùng đi về Trà Vinh, đi tham quan khu du lịch Cồn Chim nha. Hôm nay thì mình có anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh về quê chơi, sẵn cái đi khu du lịch Cồn Chim luôn. Thì bây giờ là đi qua phà thứ nhất nè. Vé xe máy là 8.000, còn xe hơi là 40.000 nha. Nó thuộc của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, khu du lịch Cồn Chim nha mọi người. Thì đây là cái phà thứ nhất nè. Cái sông này là sông Cổ Chiên á. Rồi bây giờ là lên phà. Mình sẽ đợi mọi người lên và cùng đi chung luôn nha. Tiếp theo thì mình sẽ di chuyển khoảng 2 đến 3 cây số nữa thì mình sẽ đến một cái nhà. Thì ở đó mình sẽ gửi xe hơi này, mình sẽ gửi xe hơi và mình đi qua đò ngang nha. Cái chỗ này để mình để xe hơi nè cả nhà. Trong này nó cái khuôn viên của người ta rất là rộng và mình sẽ đi từ từ vô đây trước nha. Mình quay cái bến đò ngang này cho mọi người xem. Xe máy thì mình qua luôn, còn nếu mà mình đi xe hơi thì buộc phải gửi xe và đi bộ qua bến đò ngang này. Rồi mình qua bển á thì mình sẽ mướn xe đạp nha. Mướn xe đạp, rồi có áo bà ba gì đó, mình muốn mướn gì mình mướn. Rồi mình không có xe đạp á thì mình đi xe máy nè, thì mình chạy xe máy luôn, nó rất là tiện. Thì nếu mà mấy bạn đi xe hơi thì phải mướn xe đạp nha. Chứ cái nó cũng hơi xa đó, mình đi bộ rất là mỏi chân. Nè mọi người đang đợi đi qua bên cồn du lịch luôn nè mọi người. Mình đang đợi phà qua nè. Bên kia xong á là cái phà nó đang chuẩn bị qua đây nè. Rồi mọi người sẽ lên phà nha. Thì xe máy chiếc có mấy ngàn rồi mọi người. Hình như 9-10 ngàn rồi, mình nhớ là vậy á. Rồi đò sẽ di chuyển qua bên kia cho mình đi tham quan du lịch nha. Ở đây là miền quê sông nước không à, nên về đây mọi người sẽ được trải nghiệm câu tôm, câu cua, câu cá và ăn hải sản, sau đó là tắm sông. Đôi khi mình ở thành phố mình bận với công việc, rồi mình về đây mình trải nghiệm rất là vui luôn. Rồi đã tới nơi nè mọi người ơi. Đây cũng rất là nhiều lần rồi mình đến đây. Mình cũng thích đến như nơi như vậy nè. Trải nghiệm rất là vui. Rồi, đây là địa điểm khu du lịch Cồn Chim nha mọi người. Thuộc của huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim. Nếu có dịp mời mọi người về đây cùng tham quan du lịch nha. Lúc nãy mình có mướn xe đạp nhưng mà vì giờ vào ngày lễ thành ra hết xe đạp rồi. Thành ra mình sẽ di chuyển đến đây. Đến cái bánh lá cô ba sữa thì ở đây mình sẽ được trải nghiệm là mình vô mình làm bánh lá xong rồi mình tự hấp, rồi mình hấp chín rồi mình đang đem ra nè, và mình sẽ cho nước cốt vô trong cái chén đó, rồi mình tự làm, tự ăn hết, tự xử hết luôn. Rồi ăn xong thì có trà đá hai mâm như thế này là 150 á cả nhà. Nước cốt rất là ngon luôn và đậm đà nữa. Về đây mấy đứa nhỏ nó thích lắm, cho nó tự làm bánh lá rồi xong đem hấp rồi nó tự cuốn nó ăn như thế này nè, vừa dân dã vừa bình dị, vẫn giữ được cái nét quê hương của ở quê á, nên mình rất là thích. Cái nước cốt á rất là béo luôn á cả nhà. Mình ăn xong rồi thì mình sẽ đi qua những cái nơi khác. Nó có rất là nhiều địa điểm, có nhiều chỗ thì làm bánh lá, có nhiều chỗ là cô tôm, có nhiều chỗ là cô cua, có nhiều chỗ là khu du lịch. Thì bây giờ mình đang ở một cái câu tôm của một, mình quên tên rồi, mình không có nhớ cái tên.
mà nãy mình không có quay cái ngoài bảng, nhưng mà ở đây là cho mình câu tôm, câu cua nè, với lại bánh xèo. Mình muốn ăn gì thì mình gọi. Thì hôm nay mình gọi bánh xèo nè. Bánh xèo cua chiên rất là ngon luôn và rất là giòn luôn á. Mình đến một nơi thì mình ăn một chút xíu vậy đó, cho biết hết những cái hương vị, những cái món ăn ở đây. Rồi lát mình đi ra chỗ khác nữa. Ở đây là câu tôm với lại câu cua. Mình câu được con nào á thì mình sẽ lấy con đó, hoặc là mình nhờ cô chú á chế biến sẵn cho mình luôn nha. Hồi nãy do hết xe đạp á, ngày lễ đông á, thành ra tụi mình phải đi bộ. Cũng vui lắm, vừa đi tham quan, đi du lịch mà vừa thể thao nữa. Ở đây mọi người câu rất là nhiều. Rồi, điểm đến tiếp theo là mình ở khu du lịch Hoàng Long. Thì ở đây mình sẽ nghỉ ngơi ở đây và mình có đặt món cơm với lại lẩu. Lúc mà chuẩn bị qua cái đò ngang đó thì anh chị có mua cua á mọi người, ký chỉ có 200 nghìn thôi, mà chối dây rất là mỏng, cua rất là chắc luôn. Xíu nữa thì mình sẽ luộc cua ở đây cho mọi người xem. Đây cua ở đây nè mọi người, cua này là ký 200 nghìn, dây chối rất là ít luôn mà cua rất là chắc luôn. Mà khu du lịch Hoàng Long này là rất là ok luôn á, không có phụ thu gì hết trơn luôn, không có tính tiền ga, không có phụ thu gì, cho mình đem cua vô ăn thoải mái luôn, rất là nhiệt tình luôn và cua rất là ngon luôn á. Mọi người ở đây ăn uống là sau đó sẽ tắm và sẽ chơi ở đây đến chiều luôn, tại vì những cái chỗ khác là đông lắm. Còn đây là gỏi bông bằng nè cả nhà, rất là hấp dẫn luôn. Nước chấm cũng hấp dẫn, rất là ngon. Nói chung là món nào cũng ngon hết trơn luôn á. Cái này là cái lẩu nè, lẩu rất là ngon luôn. Nói chung là mình là khó ăn lắm, nhưng mà mình thấy làm rất là vừa ăn, nhân viên rất là nhiệt tình luôn. Mọi người ăn xong thì sẽ cho mấy đứa nhỏ tắm. Mấy đứa nhỏ thì nó đã tắm xong rồi nè cả nhà ơi. Do trời nắng quá mình không có ra mình quay được. Ở dưới này thì mọi người sẽ chơi trò chơi gì đó, mình ăn uống, mình chơi trò chơi, rồi xong mình lên mình thay đồ. Thì nếu có dịp á, các bạn nhớ ghé nơi này để cùng tham quan và trải nghiệm nha. Ở đây là khu du lịch Hoàng Long, giá cũng không có mắc đâu, và đem đồ ăn ngoài vô á, quán rất là nhiệt tình, không có phụ thu. Thì sau một hồi chơi cả một ngày luôn á, thì bây giờ mình chuẩn bị về rồi. Mình đang đợi xe, ủa, đợi đò ngang qua để mình nhóm của mình đi về nè. Và xin tạm biệt cùng chim nha. Hẹn một ngày mình sẽ trở lại đây cùng tắm xong, cùng ăn hải sản nha. Rồi, cuộc hành trình của mình đến đây đã kết thúc rồi. Chuyến đi rất là vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Nếu có dịp, mời mọi người về quê hương Trà Vinh của mình nha. Bye bye và chào tạm biệt. Mình đi về đây. Chào cả nhà ạ.